cadmium và hai nhân cách lúc rap và lúc nói chuyện khác nhau như thế nào? Người chơi hệ chiến. Việt Nam kiêu hùng, lịch sử lớp máy bay ghi danh Việt Nam. Ta chẳng thể cố thích nghi với cái tình bắt nạt, họ khép bè kết phái để chia phe. Để cho hồn nhiên với niềm vui hôn xếp, nhưng rồi bạn bè chẳng ai chịu chia sẻ. Trường học là nơi để gieo mầm, sao bây giờ chẳng thể thành cây? Bởi những vết thương tinh thần của ta dần đi mãi, không một ai ở cạnh đây. Bật mút thỏ con. Thầy nói gì không? Em hiểu không? Dạ có. Không có giỏi toán nhưng mà có giỏi anh văn. Tự nhiên sao cái khúc này nó khác cái giống khúc này gì? Đó là con người thật của em ơi. Đó là một cú lừa. Một cú lừa. Mọi người ơi. Trời ơi. Trời ơi. Sao nãy rap hùng hổ lắm mà sao kêu gọi nghe gì mà ngọt ngào vậy? Mọi người ơi, thì em là cadmium, em là một người con đến từ Hải Phòng. Và bước đến show này với một cái tâm thế của một cô bé chỉ mới 16 tuổi thôi, nhưng mà cái đam mê hừng hực vẫn đang cháy ở trong em, và em vẫn luôn tin vào những gì mình đang làm, đã làm và sẽ làm. Em chỉ mong mọi người rằng là luôn ủng hộ cho em, và em chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.